điểm giao ra đường của cái lâm cái đường lâm đất mặt này thì chúng ta sẽ có điểm nối để có thể là di chuyển theo đường này. Tốc độ thì là khoảng 15 cây, là vì các việc mà chúng ta đi vòng ra đường một chúng ta đi về đây. Từ sân bay di chuyển đến mặt kia có điểm hiện tại về điểm nhất. Riêng cái chiếc ba lô liền kề của anh chị hiện tại thì theo chiết khấu hiện tại của chủ đầu tư đó, đối với những cái sản phẩm mà chuẩn luôn thì khu y tế thì khi mà cư dân tại khu vực nó có thể là 50 hay 70% thì chủ đầu tư và triển khai cũng như 47A, 15 cho đến khoảng vị trí số 1 thì nó chỉ có cái cổng này. Riêng okay, và chị hỏi này, đây là cái khu y tế của dự án là duy nhất có một cái khu y tế này thôi đúng không? Và chị hỏi là cái cổng vào em chị cảm ơn 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 em chị cảm ơn
nên chọn cực kỳ đẹp luôn. Và mình bỏ cái đồng tiền ra để mình mua, mình sở hữu của mình cực kỳ thoáng, nó khác với hai cái phòng ngủ vừa rồi mình xem. Thì đây cũng là cái điểm mạnh của căn bản phòng ngủ và tất cả những cái căn. Thì cái điểm mạnh của cái căn này là gì? Thì cô với chỗ em á, có thể nhìn ra mình thấy nè, cái điểm sẽ có cái này. Cái này làm cũng hay quá ha. Đẹp. Nó sẽ bố trí có nhà vệ sinh trong đó luôn, y như một cái khách sạn 5 sao vậy đó. Ok quá ha. Thì nếu em bé thích rồi nha. Dạ, cái này là nhà, nếu mà giả tỷ mà nhà mình có bé nhỏ thì mình sẽ bố trí màu sắc như thế này mà bé trai ha. Xíu nữa mình sẽ đi qua, rất là đẹp, nhìn thấy ánh sao rồi các thứ rất là tuyệt vời. Dạ đúng rồi. Thiết kế của cái căn phòng ngủ phụ này cô, thì cô thấy là cô có thích cái thiết kế bên con không? Hả? Cái thiết kế thì không có bao gồm, tham khảo thôi. Thì cái với cái tủ này thì mình về mình làm trị giá nó chỉ có vài triệu thôi, rất là rẻ ha. Ok, thì khi mà mình có đổ lỡ mà đổ nước xuống á thì nó cũng không sao hết đó, rất là ok. Hai tủ vị trí rất là hài hòa hợp lý. Sàn gỗ ha, sàn á thì mình sẽ được bằng dao á, là sàn gỗ cao cấp ha. Nè cô nhìn nè, em gái em nhìn này, cái sàn gỗ này cái view nhìn ra bên ngoài, trực diện ra bên ngoài luôn. Và vị trí của giường sau này mình về rồi mình sẽ tham quan từng cái phòng ngủ. Bàn giao. Cái này thì tham khảo thôi chứ thật ra không có. Cái này muốn bàn giao thì phải thêm tí nữa. Dạ. Mình tự sắm á. Dạ. Với cái phòng khách của mình nó mở ra một cái không gian cảm giác như gia đình mình được gắn kết, chắc chắn cái căn hộ đó nó sẽ đẹp luôn. Nên cô có thấy không? Ví dụ như mình nhìn ra này, mình nhìn ra mình thấy tài của nó thì sẽ bằng của cái nhà của mình luôn. Thì tùy vào cái diện tích mình chọn mua thì cái độ dài luôn mặt sau. Dạ, đây là cái mặt trước, đây là cái view, tức là khi mà mình mua căn hộ nó sẽ không có giống như nhà phố mình nha cô. Căn hộ này mình ngồi mình thư giãn, mà có thể là đúng rồi. À cái độ rộng bên này thì 1m2 ha. Dạ, dáng như thế này. Còn trần á thì mình sẽ là trần thạch cao tùy vị trí. Và nói chung là không có thể thiếu gì một thứ gì luôn. Thứ nhất là cho trẻ em và tụi em, còn người lớn tối có xung quanh khu vực của dự án này đây có thể đi tập thể dục và tập mấy hàng. Dạ. Hỏi gì vậy? Bên này cứ mỗi lớp là có mỗi lớp á thì nó sẽ có bé ở bên người lớn và trẻ em sẽ đầu tập luôn ở khu
ban là nó sẽ có ở khu vực nào? Thì em cũng chia sẻ ban đầu như thế này nè, nếu mà mình sợ ồn á thì nó sẽ có cái mở cái đèn pin lên anh gọi vô. À đúng rồi, gọi xanh xanh vô á.